Xin chào các chú, các anh chị và các bạn. Sáng nay mình ra vườn để trim tỉa những cái cây trong vườn nhà mình nha các bạn. Kế bên đó thì mình cũng có một cây nho thân gỗ nè các bạn. Năm nay nó trái quá chừng luôn. Ăn thử khơi ngọt chân các bạn nha. Ngon quá. Mình mê ăn nó. Chưa chín lắm, này phải cắt mới được, tỉa nhánh nè mới có chỗ hái. Tại nó không có chín đều quá một lúc á. Như mấy trái hột trân châu à, nó chín nhanh lắm. Cái trái này bự quá nè. Ăn rã rồi. Cái này là mình để được lâu lắm, lâu hư lắm. Nè, ở đây có trái này dễ cưng chưa? Chắc trái này hái được luôn rồi nè. Cái chậu này được 3 trái nè các bạn. Bên đây thử coi. Chậu này bên đây nhiều hơn á. Nè, các bạn coi nè, thấy cưng hen. Đó, thấy cưng chưa? Đó. Để mình hái mấy cái trái lớn lớn thì đặng cho nó đậu trái nhỏ, nó lớn phát triển trái nhỏ. Dài dài mấy bữa trước á, không biết sao mà nó cứ bị cong cong. Cái này đỡ nè. Đó, mình hái mấy cái trái lớn lớn đặng cho mấy cái trái con này nè các bạn nó phát triển. Còn nếu mà mình không hái mấy cái trái lớn thì mấy cái trái con này là nó sẽ nó không chịu phát triển, chắc nó không đủ sức á. Đây nè, cái này chừng 2 bữa nữa là hái được đó. Đang trái nữa nè, cưng quá à. Đó. Nhà mình á là chỉ cần hái bao nhiêu đây là ăn được rồi nè. Này chắc chưa già quá hả? Này hái được rồi nè. Trái này già chưa? Này chưa già. Công nhận nó lớn trái ghê á. Mà nó dày cơm á. Đây trái nữa nè, những cái này chưa. Trong đây cũng được cái vài cái. Những cái khổ qua này cũng hay quá ha. Nè. Cưng chưa? Này chắc chưa già đâu. Này có 3 trái nè, mình trồng hơi bị không có đúng mùa nên nó có ít trái. Mình hy vọng năm sau mình trồng nó kịp lúc nó sẽ có trái nhiều hơn. Cái hàng này được 3 trái nè. Nhưng cái này chưa. Mình để giống nha các bạn. Cái này chắc cũng chưa. Thôi, sáng nay mình hái được 3 trái khổ qua giống nè. Khổ qua này ít hạt lắm luôn. Hôm trước nó rụng một trái bự tổ bố với kia mà nó có nhiều. Nó có 6 cái hạt trong một trái là các bạn. Cái này được chứ ha. Giống như được vậy. Hái luôn đi. Nó cũng vàng vàng rồi nè. Đó, bây giờ mình qua hái cà tím các bạn nha. Hái được một trái cà tím rồi nè. Đây một trái nữa. Để coi nó trồng có được mấy năm. Năm nay là năm thứ nhì. Mà cây bự hơn, nó khỏe hơn, ít bệnh nữa chứ. Bên đây có 2 trái cà tím nữa nè các bạn. Hái luôn. Đó.
rất đỏ. Chơi giang hồ dễ sợ luôn á. Rồi đó, cái bụp. Đây một trái nữa nè. Bự như vậy mà nó không quằn cái lá xuống, không quằn cái cây xuống thôi được. Chù trời lớn. Lớn kinh khiếp nè. Bên đây một trái nữa nè, hái luôn. Đây một trái nè. Ra nha các bạn nha. Hôm nay mình hái mấy cái xà lách son này với lại rau muống, một ít rau cần nước còn lại để mình làm lẩu cho hai vợ chồng ăn. Hôm trước thì có hái rồi nhưng mà hái mình cố ý chừng chừa lại một ít đó. Hôm nay mình hái nha các bạn nha, hái luôn. Sáng nay mình đi ra mình quên xịt mũi á, cái bắt đầu có mũi cắn rồi nè. Xà lách son nó non cắt thơm phức rồi các bạn. Mình ăn ở trên cái mỏm mỏm nó thôi. Nhà mình ăn non cho nó ngon. Mình trồng một lần là mình ăn mấy năm luôn á. Cái mùa nào thích đó à. Cái mùa này mát mát á, xà lách son nó sẽ tốt lắm. Non mướt à. Cắt mấy cái đọt ăn thôi. Được một góc rồi đó. Nói gì chứ hai vợ chồng ăn không hết lâu đâu á. Đây còn mớ nè, cắt luôn. Chút mình cũng cắt mớ rau muống nữa. Giờ ăn đông thì có thể không đủ, chứ còn hai vợ chồng thì ngon lắm. Non mướt à. Mình lúc bắt đầu làm giống á, là mình đi ra chợ á, mình mua rồi cái mình bỏ vô trong nước á, mình để cho nó ra rễ rồi mình xới đất mình ghim xuống thôi nha các bạn. Dễ trồng lắm, không có khó trồng. Xong rồi đó. Mình sẽ đi kiếm rau khác nữa. Ở chỗ này á là nó có mấy cái ta cái cây bự nè. Ở phía bên kia thì nó nhỏ hơn. Mình hay chừa lại một vài cây để cho mình làm ăn á, mà ăn nhiều khi mình chưa kịp ăn cái nó lớn. Ha, mới chừng luôn à. Nói chừng cỡ tháng tháng 3 mình sẽ gieo rau muống, là mình trồng mình ăn cho luôn cho tới tháng 10. Bự kền luôn. Rau muống á, tưới nước mỗi ngày nó lớn nhanh lắm. Hình như rau á nó cần nước dữ lắm nha các bạn. Mình giờ qua hái một ít cần nước nữa là mình được ba loại rau cho cái lẩu của mình rồi. Nè, hôm trước mình chừa cái đống rau này lại là để rằng mình ăn nè các bạn.
Bữa nay mình sẽ thu hoạch mà cũng sẽ thu hoạch một bên thôi à. Non mướt à. Bữa mình hái á, đem về bên vẫn cho chị dâu với lại mấy đứa cháu nó ăn, nó nói ủa sao mà nó mềm với lại nó không có nhẫn, không có đắng như ở bên Việt Nam. Hồi lúc ở Việt Nam á mình cũng không có ăn nên mình không biết. Mình chỉ nghe chị dâu á với lại mấy đứa cháu nó ôi sao mà còn nước ở bên đây nó không có cái nặng cái mùi và nó không có nhẫn nhẫn. Có thể vì vậy mà nó cũng bớt cái phần ngon một phần nào đó cho so với những cô chú nào mà thích ăn nhẫn nhẫn. Nhưng mà với mình á thì mình thấy ăn vậy ok, mình thì thích cỡ này được rồi. Cái đống này á, là để cho ăn lần sau đi. Mình trồng nhẹ là mình cũng thu hoạch nhưng mà mình cũng chừa chừa để mình ăn nữa nha các bạn. Xong rồi nè. Ơi, mình đã có được một một cái khay rau nhỏ nhỏ rồi nè, một cái xề rau nhỏ nhỏ rồi nè. Có rau muống, có cao sa, rau xà lách son, có cần nước đi tiếp coi còn gì không. Mình thấy mấy cái trái ớt chuông ở đây hái luôn để không thôi nó lỡ dở. Cái nào chín hái thôi, còn nào chưa chín thì để đó nha các bạn ha. Mấy ngày nay mình không có thu hoạch khổ qua, để mình vô mình coi có trái khổ qua nào không nha các bạn nha. Ôi chú cha, lần nào mình vô là cũng có khổ qua để thu hoạch hết đó các bạn ơi, hái luôn. Trong đây nè. Rồi, vô đây tới thui à. Vô đây muốn sợ ma luôn nè. Ôi da rớt hả? Rớt lụp bụp hả? Luôn. Có con tay bự cần. Cầm cái cần quay tuốt cần kia luôn các bạn. Cái kể hái lẹ ra tại mũi quá chừng rồi. Đó. Hái sơ một chút xíu thôi. Em té một chút xíu khổ qua. Nó cầm gì bệnh kia cho mấy đứa nhỏ luôn. Ôi da chết cha rồi. Đè dẹp rau xà lách son rồi. Một rổ rồi nè các bạn. Các bạn ơi, sáng nay mình chạy ra vườn, mình định là cắt tỉa trim một ít cây trong vườn, nhưng mà dòm qua dòm lại thấy cũng có một mớ rau cần thu hoạch nên mình thu hoạch luôn. Giờ đây mình xin phép được dừng video ở chỗ này. Cảm ơn các cô chú, các anh chị đã xem video của mình. Xin chào tạm biệt. Bye.